Alo, vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV trên website gametv.vn. Ở đây là trận thi đấu 2v2 giữa Thái Bình và Hà Nội. Đại diện của Thái Bình ngày hôm nay đó là game thủ Gunny và game thủ Vô Thường. Còn đại diện của Hà Nội là Van Lớp và Tí. Trận thi đấu đầu tiên ở phía bên này có Seng Roman, bên kia là cũng là một Egypt và một Roman thì phải. 26% đến từ game thủ Van Lớp ở phút thứ 6. Khủng khiếp, 27% vẫn tiếp tục đi dò. Một bài có lẽ là ngoài bãi quả đầu ra chả còn cái gì. Không, dò như vậy. Dò như vậy là cũng giỏi đấy, kể cả có xe dò. Thôi. À vâng, 23 nông dân thôi, tôi nghĩ là như vậy. Ở này Gunny cũng 23 thôi. Hai bãi quả phụ dành cho game thủ Gunny. Nhưng đùa về, đồ lùa về không có voi. Chút hiêu đơn giản. Vì vậy game thủ Gunny vẫn phải sang đến hơn 7-30 mới có thể kích được bài này. Hơi giật lag ở trên màn hình. Sang xem Vô Thường xem tình hình thế nào. Đây là màn hình máy của game thủ Vô Thường. 26/28. Rồi, ổn rồi. Cố giật thêm sư tử về nữa. Một cánh rừng thông 2PS. Bài này hơi khó đánh cung. Màn hình máy của game thủ Gunny thôi. Xem dường như là có ăn tranh với Tí à, ăn tranh với Van Lớp luôn. Vâng, à không, thế như vậy là bầy hiêu ăn bầy hiêu ở phía dưới. Đây là BL và BM, một trận chớm 10. Rồi, kín gỗ. Hơi nhiều nông dân ăn gỗ. Bắt đầu tách ra cho ăn vàng, ken luôn cái gốc gỗ thì dễ ăn vàng không? Rồi, thế như vậy đóng chiếc PS bên này.
Bo 2E là kín, không phải thêm một chiếc BE thứ ba. Đánh trọc xuyên được luôn. Cơ cấu là khá đẹp ở bãi vàng. Rồi, lát nữa là nhốt ông dân ở phía trong. Và nở ra là chọc luôn vào lớp được. Vào lớp là người cầm cái gì đây, chúng ta cùng chờ xem. Thôi như vậy 2E cũng được. Giá nhà cửa Roman rất rẻ. Và bây giờ thì bắt đầu gãi nông dân van lớp rồi. Có cái giáp rồi. Egypt đến từ game thủ van lớp. Egypt thì map la này thường được nghèo cũng phải thôi. 2L. Tôi nghĩ là vắt được vẫn đều. Chọc nốt con nông dân kia vẫn chạy được. Chạy. Đúng rồi, ổn rồi. Không, 7E nữa không bắt được con giò của game thủ tí. Tí cũng là người cầm Roman và bắt đầu phải chéo sang cho game thủ van lớp vào ngày ông trận thi đấu đầu tiên. Ở phía trên bắt đầu quay quay ruộng, hòm hòm có tay thì bắt đầu quay ruộng. Đúng rồi, chuẩn rồi. Tơn chém đầu tiên. Van lớp có lẽ còn lâu nữa mới có bánh xe. Một bài giò đến tầm này nếu mà chắc tiếp tục đi giò phải đến 40% bản đồ. Chưa ăn được vàng. Muốn đào vàng thủ phù à? Bài này chắc trống, đào vàng thủ phù không vẩy e. Giữ dân, vẩy tiếp ghe đi. Không, đứng chỗ này thì làm sao vẩy được. Thôi xong rồi. Vẫn vẩy được ở phía sau. Tương đối nhanh. Làm con giò nữa đi, nghĩ là nên như vậy. Bánh xe. Vẫn xong chém, không xong giò. Như vậy cũng bắt đầu nhảy ba dành cho thủ van lớp rồi. Nhưng đây là bài mà cái thủ van lớp yếu thôi. Nông dân chạy hết như vậy thì lấy đâu ra nông dân mà làm ăn nữa. Sang xem vô thường xem tình hình thế nào. Đây rồi, vô thường 37 trên 44. 4A vắt đều. Ăn một bầy. Vâng, ăn một bầy xin lỗi bạn, ăn cánh rừng ở phía ngoài. Cũng ổn. Cơ cấu kín đáo lại một chút nữa là hay. Chưa có giáp, những con chém của Roman đang chảy tương đối đều. Rồi tạm thời như vậy thôi, tốc độ trận đấu được giảm xuống một chút rồi. Đây màn hình máy của game thủ Gunny. Không biết là ăn thêm được nhiều nông dân của game thủ van lớp hay chưa. Một cái hốc ở phía trong khá đẹp, van lớp thu ở đây nhưng van lớp không thể làm ăn. Tiếp tục đi vào bãi gỗ. Ồ, ruộng ngoài khá nhiều đến từ game thủ van lớp. Bây giờ thì đi luôn thẳng vào ruộng. 6 chém, chém hai đầu, tôi nghĩ cũng khó lòng mà thoát dành cho thủ van lớp. Rồi như vậy van lớp đen e và chạy rồi. Có con giò rồi. Danny đang đánh rất khẩn trương ngay trong trận thi đấu đầu tiên thôi. Rất khẩn trương. Dỡ hết ruộng đến thủ van lớp ra. Ở phía bên kia Roman tình hình thế nào? Vô thường thi đấu với Roman đâu rồi? Đây vô thường. Đang lại 39, Roman đi tương đối rát rồi. Vô thường vẫn chưa thể nở tham ra quá to được. 4A thì vẫn sóc được đều. Bây giờ thì đến với màn hình máy cái thủ Gunny. Bắt đầu bị chéo. À không, đây là van lớp nó đẩy thẳng. Và cả cái thủ tí bắt đầu chéo luôn từ này. Nhưng Gunny bây giờ đang rất đông chém. Khe này khe chết đấy. Vô thường xem tình hình thế nào rồi. 44, tốt rồi. Ủa, van lớp bú hoàng bãi quả. Chết tầm khoảng 5 nông dân ở vị trí này dành cho game thủ van lớp. Bây giờ thì vô thường cơ cấu lại và sóc đều tiếp tục 40A. Nâng cấp công nghệ. Nghĩa là muốn nên công nghệ mắc trước, sau đó thì tăng A sau cũng được. 4A cứ sóc đều tầm này là giết chết được đối phương rồi. Van lớp đi sai rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho team Thái Bình.